hôm bữa nghe nói là quê em ở đâu, Cai Lậy đúng không? Nè, mai anh có đi Cai Lậy nè, anh đưa em qua đó tìm gia đình em ha, rồi xong cái mình gặp gia đình tôi, cái hai đứa mình làm gia đình ha. Tôi đã nói là tôi không có đi đâu đâu mà anh để cho tôi đi đâu. Thôi thôi, anh làm cái gì vậy? Tôi thương em dữ lắm. Bỏ tôi ra mà. Em là khác biệt với con gái vùng này đó, em là xinh đẹp, đầy dịu dàng là. Bỏ ra. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chị Trúc, chị có sao không? Tôi không sao, mà anh là ai vậy? Mày là thằng nào hả? Tôi là hàng xóm của chị Trúc. Vậy? Tôi không cho phép anh làm hại chị. Mày hàng xóm hả? Tao qua nhà bà Chính hoài, tôi thấy hàng xóm được như mày đâu. Mày sợ xạo hả? Đàn ông trai gì? Nói chuyện được rồi. Động tay động chân nha mày. Mày coi chừng tao á. Tao không có đi đâu. Anh Trúc, chị có bị làm sao không? Tôi đau đầu quá. Chết mày là con Trúc. Gã con Trúc đi lấy chồng, không còn cơ hội đâu. Chị Trúc, thấy tôi hôm nay xinh đẹp không? Đẹp. Ai con liễu gan quá. Tôi bạo lực quá chứ. Muốn đòn không? Sao con biết cậu đó tên Tị vậy? Con nhớ lại rồi. Con biết con là ai rồi. Trời ơi, con nhớ lại mọi chuyện rồi Chính ơi. Trời ơi, cảm ơn trời Phật, cảm ơn trời Phật đã cho con nhớ lại mọi chuyện rồi. Tình chi duyên em sao tại ai vì ai.